Cô bé có đi qua một đôi mắt đẹp, liếc lên cái xoẹt cái mình giật mình luôn. Hai năm ấy thì nói chung là cũng không quan tâm đến. Xong cô là cô muốn bỏ chứ. Cô có tổng kết được mình có bao nhiêu năm hạnh phúc không? Ôi giời, nói chung chả thích có cái năm nào. Quý Linh xin kính chào quý vị, chúng ta lại gặp nhau trong Tình Trăm Năm. Và ngày hôm nay chúng tôi cũng giới thiệu quý vị một mối tình cũng vượt thời gian nha quý vị. Đó là chú Lê Mạnh Hùng 72 tuổi và cô Đặng Thị Phụng 62 tuổi. Tổng cộng là 134 tuổi. Chú có thể giới thiệu sơ về mình cho mọi người cùng biết được ạ? Tôi là Lê Mạnh Hùng, nguyên là lữ trưởng lữ đoàn đặc công 198 ở Tây Nguyên. Tôi nghỉ hưu được 10 năm. Đặc công là có phải giác cái súng không ạ? Đặc công là lính đặc biệt, đặc công là số 1 luôn đấy. Mời cô giới thiệu về mình ạ. Cô là Đặng Thị Phụng. Quê mình là ở đâu nhỉ? Quê Thái Bình. Cái lần đầu tiên mà mình gặp nhau như vậy, mình đã có cái cảm giác gì với nhau chưa cô? Thì cái ngày đấy là chú ở trên trường, chú về. Anh cô chỉ nói chuyện là anh có thằng bạn tên là Hùng, nó đi bộ đội, nó kể chuyện hay lắm. Thì lúc bây giờ mình cũng thích. Sau đó là một thời gian là hôm ấy là chú có về thì chú đào hố vôi đó. Nhìn thấy chú này à, mặc quần đội, quần áo bộ đội. Thế nghĩ mùng, à chắc đây là anh Hùng. Nhưng già, xấu quá. Thôi không để ý nữa. Thế là phóng xe đi luôn. Tuần sau chú này vào chỗ nhà, trong nhà chơi thì cô đang lau xe. Chú vào thì cô cũng chào, chú hỏi là anh Đạt em có nhà không. Cô bảo dạ có, anh vào chơi. Thế là chú vào chú nói chuyện gì với anh trai cô thì cô không biết cái chuyện. Không vì sao anh cô mới nói là cái thằng Hùng nó muốn tính em đấy. Tính em á. Cô ấy cô không được đâu. Còn già chán lắm rồi. Đúng là tình yêu sét đánh. Lập là sét đánh rồi. Sét đánh luôn. Hôm đó là tôi đang đào hố vôi. Thế cái cô bé có đi qua một đôi mắt đẹp thế. Liếc lên cái xoẹt cái. Mình giật mình luôn. Thế là mình nhảy lên hỏi hố vôi. Tự nhiên cô nàng đạp chạy. Biết luôn. Mình không biết cái cô nàng ở đâu. Tình cờ lại vào nhà bạn chơi. Thì thấy cô nàng đang lau xe ở đấy. Cú canh mắt nó nhìn lại mà á dạ cô hôm nọ đây rồi. Rất là nổi lên. Nổi lên. Đó. Lúc bây giờ mới nghĩ vào và mới nói chuyện với ông bạn học đấy. Anh trai của bà tôi bây giờ đấy. Chú Đạt. Chú Đạt á. Dạ. Tôi hỏi bảo cái cô nào lau xe đấy. Em gái tao đấy. Ôi dì ơi, thôi thì ông phải sẵn tay để giúp tôi đi. Trời, có gọi là có hậu phương rồi đó. Hậu phương rồi đó. Tôi ở trên trường ra người rất là gầy, có 47 kg thôi. Không mông, không vai. Mà sốt rét, thôi sốt rét đã tính tiết chết ở trên trường rồi. Rồi tâm thần mất 6 tháng. Chú bệnh tâm thần luôn đó hả? Rồi bị tâm thần rồi, nó 6 tháng trời. Trời ơi. Thế nên là về lúc bây giờ thì tôi kể chuyện chiến đấu thì ai cũng thích nghe. 76 bắt đầu gặp cô nàng, lúc đó là tôi đã là thượng úy rồi. Ồ. Tiểu đoàn phó, tiểu đoàn đặc công rồi. Dữ luôn. Nhưng mà sao chú tấn công sao mà từ không, đó không. Sao? Cái đó là có chiến thuật rồi. À, có chiến thuật luôn. Có chiến thuật luôn. Tôi biết là cái thế mạnh của mình là cái gì. Một là bạn học ở đây rất nhiều. Nên tôi dùng bạn học bao vây xung quanh hết. Không cho thanh niên làng nào vào trong này được. Thế là bắt đầu tôi với bằng cách là thôi bây giờ phải vây vào ngoài là dùng bạn học. Còn vòng trong là nói thẳng với anh bạn học, anh trai của cô này. Anh Đạt. Anh Đạt. Và đồng thời cũng nói luôn thẳng với ông bà già. Ông bà luôn. Ông bà luôn. Cuối cùng hóa ra là bố vợ tôi đấy. Với bố đẻ tôi thì là hai người chiến tranh cùng đội du kích ngày xưa. Trời, rồi xong, thời tới. Quá thuận lợi luôn. Và được mấy buổi lúc bây giờ đâu có được ngồi gần nhau đâu. Ngồi cách ở cái ngưỡng cửa, không được đụng vào người ra đâu, khổ lắm. Cô nàng cứ nghe, mà chả biết chứ cứ nào trả lời đồng ý cả. Tôi biết là điều này khó khăn rồi. Tiếp tục chiến thuật. Cứ là chiến thuật như thế. Thế sau rồi cuối cùng tôi cũng sắp đi rồi. Thế phép bố mẹ tôi ở nhà thấy con về không tìm được người yêu cũng có vẻ buồn. Buổi sáng cụ mới hỏi bảo thế nào tình sao. Thế tôi mới thổ lộ là con hàng là Đặng Thị Phụng đấy. Còn ông ấy cũng nói, ôi giời ơi, bố mẹ tôi mừng quá. Sáng hôm sau là đi giảm ngõ luôn. Trời ơi. Lúc mà nhà trai qua giảm ngõ thì mình như thế nào cô? Cô không đồng ý, không có tình cảm với chú Hùng, không hề. Thì nhìn thế là đã không thích rồi. Đi giảm hỏi xong cũng không gặp mặt, đi. Không, đi luôn. Đi luôn. Đi 2 năm luôn hả chú? Tức là chú đi 2 năm sau chú mới quay về. Đúng rồi. Để mà cưới. 2 năm ấy thì nói chung là cũng không quan tâm đến. Xong cô là cô muốn bỏ chứ. Nói đúng là như vậy.
Thế xong người người ra người vào bảo vừa mới lớn lên trẻ thế mà đi lấy chồng già. Ngày đấy có ai lấy già như vậy đâu. Toàn là nhiều khi là phụ nữ thì hơn chồng 2 tuổi cơ. Thế là cô mới chán. Cô chán nó bắt đầu thì cũng là ở cái lớp theo cô thì bắt đầu lên đi tuyển gọi là đi ấy đấy, làm nghĩa vụ đó. Cô cũng về cô nói với ông bố cô bảo thôi bố con chẳng lấy anh Hùng có chán lắm. Bố con ông cô bảo con ra con nói với bà thưa cái ông bà đàng hoàng. Bố không ép nữa, cái tùy con. Thôi con chẳng nói nè. Con đi xung phong thanh niên xung phong là xong hết. Đấy là nó nghĩ vậy. Đài loa thông báo thì nhà chồng cô ở gần ngay đấy. Thông báo là cô đã tuyển đắt để đi nghĩa vụ đây. Thế xong bà ra ngoài xã mà nó là con râu tôi rồi. Tôi không cho nó đi. Sau đó cô viết thư cho chú này là thôi coi cô như là một đứa em. Thì chú lại viết thư đi lại cho cô là dù em đi bốn bể phương trời bằng giá nào anh vẫn tìm đến em. Đặc công mà tìm dễ lắm. Tại sao đó chú về thì sao chú? Chú đi làm nhiệm vụ ở Campuchia thì bố chú ở nhà mất. Thì đã giảm bỏ rồi cô này ra là phải chịu tang. Gia đình bắt phải ra chịu tang. Chưa cưới cũng phải bắt ra chịu tang để cho cái nề nếp là như thế. Thế là sau đó là giải phóng xong Campuchia, chú mới hoàn thành được cái nhiệm vụ của chú ở trong đấy. Thì nó toàn 2 năm, 78 là chú bắt đầu mới về. Cái ngày đầu tiên mà chú về chú gặp cô đó, thì cảm giác cô làm sao? Vào bảo là cưới em ạ. Ôi giời, không muốn cưới thế nào nữa, thật chán lắm. Thế mồm thì nói vậy nhưng mà sợ gia đình, bố mẹ mình rất sợ tiếng tăm. Ngày xưa mà đã gọi là dạm hỏi là sợ lắm rồi. Phải mình giữ vì cái uy tín cho cha mẹ. Vẫn phải theo cái đôi gối để mà cưới. Miệng thì mà không muốn cưới nhưng mà cuối cùng là phải thống nhất là cưới. Cưới thì quần áo có gì đâu. Bố cô bảo thôi, con đồng ý cưới đi, bố mượn chị râu con cái quần đó cho con. Thế mà bố đi mượn tôi, đừng có mượn nhá. Chị râu thứ hai bắt đầu mới cho cô cái mảnh áo của hồi đấy có anh ở Mỹ gửi về là mảnh áo trắng cho cô. Thế là cô may. Còn cái quần ấy, cô nói cô chưa đi chợ Nam Định thì chú bảo anh đi chợ Nam Định. Thì bảo thôi vậy, em gửi anh 50.000, anh mua cho em cái quần xe tăng cô ấy. Nhưng mà chú sang Nam Định chú tiêu thế là mất tiêu hết cả tiền. Còn mất cái quần luôn. Mất cái quần luôn. Mong là chồng mà mang về cho mình được cái quần. Thế hỏi anh có mua cho em không? Anh tiêu hết. Hồi đó bà mẹ làm phụ nữ được tặng 2 cái mảnh vải kề bảo. Anh bảo thôi, 2 cái mảnh vải này của mẹ anh đấy. Em chọn em lấy mảnh nào mà thôi. Em nói thật anh cũng không lấy đâu. Chưa về làm râu mà lấy của cụ vậy nó mang tiếc. Nên cứ nghĩ sao mà đi vợ chưa cưới xinh đẹp thế làm mất cái quần của người ta. Tiêu sao lúc đó sao tiêu một không, đi là thế này. Đi mua được mấy cái bông hoa hồng bằng nhựa và hoa dơn đỏ và trắng. Xong lại mấy cái dây kim tuyến về để trang trí trong phòng cưới này có vẻ là nó sang như vậy. Khi lúc cưới thì ở ngoài nha, cái cửa thì có cái 2 mét bẻ hoa bình thường thôi. Trong thì chú đeo 2 cái đàn, một đàn mandolin, một đàn guitar mình cũng thích rồi, cũng thấy đẹp. Còn cái dù tím thì làm cái rèm, có một cái vali và một cái áo tím và một cái áo hồng. Cứ nghĩ và chắc là anh may cho mình cũng thích ấy, cũng thích. Nhưng của chị râu đeo cho nó đẹp. Mượn hả? Nhưng mà ý nãy cô Linh hỏi là chú đi xài xong mất luôn cái quần luôn, hết tiền cái quần đó. Nó mà thực ra chú bây giờ nghèo, lính ra cũng chả có cái gì. Thế mà 50 nghìn mua quần mà sao? Không, 50 nghìn là đi mấy cái bông hoa đó. À, không mua quần? Không mua quần, rồi mấy cái bông hoa trơn rồi. Cái kêu trang trí để phòng cưới đó. À, cái quần quan trọng để mặc ngày cưới. Con đang tính đó, tự nhiên đi mua bông trang trí cưới mà không có cái quần mặc vô thì sao làm đám cưới? Không lẽ đám cưới treo hoa mà không mặc quần? Vậy. Thế nhưng mà lúc bây giờ về bà thấy hoa đẹp hơn quần. Ủa nhưng mà cái lúc đám cưới thì sao nhỉ? Quần đâu mặc? Thì lại phải mày móng đi mua may một cái quần khác thay thế vào. Dạ. Thế ông bác ở Hà Nội về thì cho được một cái nón với đôi dép. Nói chung toàn là đồ đi mượn, đi xin không à. Chú này thì dưới là quần bộ đội, trên là áo trắng của em rể mượn. Không có áo đâu. Đám cưới là đời sống mới. Ra tuyên bố ngoài xã, ra đấy họ tuyên bố vài câu là đã thành đôi. Xong bắt đầu mới về nhà thì mời nước bà con vậy thế thôi, không có cái gì hết. Đám cưới tan rồi thì cảm giác mình sao? Thực tế là không yêu nhưng cũng không sợ. con thấy cô rất là cá tính luôn. Người phụ nữ rất là cá tính. Thì lúc đó chú nắm tay cô lúc nào ngay đám cưới luôn hả? Cho nắm tay chưa? Không, cái ngày mà chuẩn bị về đám cưới thì có nắm tay. Đứng đây cái nắm bảo mai này cưới thì anh được mấy hôm anh đi. Thì cô cũng chẳng có gì kệ, nắm một tí xong thôi bỏ ra xong. Cô bảo thôi anh về đi. Có khát khao à?
hôn có hôn trộm đâu mà cả. Đúng, hôm ấy là hôn trộm thì cô lấy tay cô sủi lết rồi để lau lết tối hả cô, hôn chuẩn bị cưới. Cưới xong rồi đó hả? Chưa à, chưa cưới là hôn trộm hả? Cái cảm giác hôn trộm nó sẽ đã không? Thì có lẽ là sao rồi còn đã lắm. Rồi sau đám cưới thì sao nhỉ? Sau đám cưới được 3 ngày thì bắt đầu là chú phải đi đánh nhau ở Campuchia. Được có 3 ngày. Nhưng mà sau đám cưới thì đêm tân hôn đó thì... Nói tân hôn. Tân hôn cô cũng bạo lắm. Về thì chú này nằm bên đây, cô nằm đây. Thấy chú thổi vào hồi hộp, mà cốt cũng chả sợ, cứ điểm như thế này thôi. Chú bảo, em ơi, chắc anh cũng mệt lắm. Thế cô bảo, em cũng mệt lắm. Thế chú bảo, thế thì ngủ đi, thế là ngủ tít. Sáng mới ra giật lấy mình ngủ. Ngon thế. Thời gian của chú rất ngắn. Không nhanh đi thì là nhớ cái nhiệm vụ của chú trong miền Nam. Chú là phải nói là cái cuộc tình này á, là có gọi là những cái chiến thuật hết sức là dữ dội. Đánh bao vây ha, bốn hướng ha, bốn gọi là bốn lớp luôn. Đánh từ trên ngọn xuống dưới gốc luôn. Đánh tứ tung hết gom. Rồi. Bao nhiêu chiến thuật mới giành được. Rồi. Cái đêm tân hôn mà quay ngủ luôn. Rồi sau đó chừng nào mình mới chiến đấu tiếp nha. Không, được 3 ngày. Đồng chạm. 3 ngày ngủ hết luôn hả cô? 3 ngày thì nói chung là nó không có chiến lưu được. Thì là phải đi. Đi thì cô lên thị xã thì chú đám cưới trong 3 ngày là phải đi rồi. Chú này sốt lắm, chụp vội cái hình cưới. Cái đứa em gái chú ở trên thị xã bảo: chị mới cưới mà anh phải đi thì chị phải đi với anh thôi. Đi theo anh xem có được về ngày, anh về ngày nào được. Bảo anh về. Thế bảo có quần áo đâu, thế là em nó lại thương, nó lại cho quần áo của nó mượn quần áo em chồng. Thế mới mặc vào là đi theo. Chú này đến hỏi cái thủ trưởng là báo cáo thủ trưởng em đã lên. Em vừa cái vợ em được 3 hôm, thì thủ trưởng gọi điện sang Campuchia xem là nếu mà đang đánh nhau thì em đi. Còn nếu không thì cho em về mấy ngày. Thế là ông ấy gọi điện thì bên tình hình là vẫn chưa căng thẳng lắm. Thế ông cho về 4 ngày. Về tiếp tục chiến đấu. Đấy là mè rồi có 4 ngày đấy, xong lại tiếp tục lại đi. Đi. Chỉ có đi thôi mà. Sau lúc đi lần thứ hai đó, bao lâu thì cô sinh cháu đầu tiên? Ôi, thì mãi năm 84 rồi mà, năm 84 mới lại sinh con gái lớn này. Nghĩa là sao chú về đợt sau nữa mới sinh hả? Chưa, còn lâu. Chưa luôn. Chú lại đánh nhau ở Campuchia thì bắt đầu lại về phía Bắc. Thế người ta mới nói là thôi mấy vợ mới cưới thì cứ về để điện cho vợ lên gặp, không biết đâu đi nhỡ sao. Thế mới điện về thì mẹ chồng bảo con đi thăm chồng, con đi bảo thôi con không đi đâu, con sợ lắm, con chưa đi đâu xa bao giờ. Thế thì bà mới bảo là bảo cái đứa em, à đứa cháu, nó gọi thím ấy, nó dẫn đi. Thì dẫn lên đến gần cái chỗ chú đóng quân thì có cái người bạn của chú ra mới bảo: ôi em chào chị, em mừng quá chị đã đến rồi, anh ở trong nhà, chị vào đi. Thế vào đến nơi thì bảo: thôi em xin lỗi chị, là anh em đi chiến đấu tối hôm qua 12 giờ đêm bắt đầu đi vào, thế là buồn quá thôi đi về. Trời. đấy có gặp đâu. Nhưng mà lúc đó là cái cảm giác yêu thương nó đã có chưa cô? Thì lúc ấy thì buồn thôi. Sau bao lâu thì chú lại về với cô nữa? Rất là ít, vì chú là luôn luôn để cái nhiệm vụ của quân đội, cái đặc công lên trên đảo. Gần như chú là người đứng mũi chịu sào trong cái binh chủng đặc công. Chưa biết bao giờ biết cái nghỉ phép. Thế sau khi chú hoàn thành cái nhiệm vụ là giải phóng Campuchia xong, thì hai chuyến Boeing là chở chú ra Hà Nội này. Hà Nội xong thì bắt đầu cái điện cho cô, đúng không? Chị nói chuyện đấy. Nhưng mà sau đó đó, bao lâu thì chú về, chú có đứa cháu con đầu tiên với cô? Ngày đấy thì bắt đầu là không có con thì nhà với xôn xao nọ kia. Chú mới đưa lên để khám chuyện con cái thì kết luận là chú ấy, nếu mà không chữa là không có con. Cô lúc giờ cô thất nghiệp về cái nghề theo là quyết tâm đi học may. Chú con đầu là chữa bệnh. Chú bảo thôi thì anh xin em lên gần với vợ chồng để có điều kiện chữa để có con. Sau đó là cô có thai luôn. Năm tháng 4 thì bắt đầu có bầu bé này. Được 6 tháng thì chú này lại ra phía Bắc đánh nhau. Thế là ở gần được 6 tháng mà không có một cái tin về. Rất là sợ, cho đến lúc gần sinh thì nói với các thủ trưởng ở bên Bộ Tư lệnh: bây giờ em sắp sinh cháu mà giờ chồng không có nhà, em chẳng có cái gì để mà ăn cả, thì cho em về quê để em sinh cháu. Thế là ở Bộ Tư lệnh họ mới sắp xếp xe cho về, để về để dựa với gia đình. Về bắt đầu dọn dẹp nhà cửa thì nói chung là được 3 ngày thì sinh con bé này. Thế bây giờ thì cô chú có mấy cháu? 2. À, lớn này là sinh năm 84, bé là 86 là con trai. Đó thì bây giờ chúng nó cũng vợ chồng con cái hết rồi. Nhưng mà từ đó thì
bao lâu thì trong cô xuất hiện cái tình yêu đối với chú? Cô chỉ nghĩ lo đến con cái là nhiều, chứ còn cái tình cảm thì giống như là nghĩa vụ với nhau vậy thì thôi, chứ còn cũng không được gần nhau nhiều. Mà cái chú này thì chú chỉ lúc nào cũng trách nhiệm chỉ huy lớn lắm. Dạ. Về gia đình mọi cái thì chú không phải nhìn đến, vì cô là người đảm đương hết tất cả, nuôi con ốm đau là ở cô hết. Một người lo cho đất nước, đất một người nước lo cho gia đình. Chỉ có một gia đình. Phải nói cái việc chăm con, lo cho con rất là vất vả. Vất vả. Bởi vì không bao giờ có chú bên cạnh cô cả. Chả có. Đối với kinh tế thì gần như là không có gì không hết. Không có. Đến nước mắm phải đi vay. Lúc sinh con cũng không có chồng bên cạnh. Rồi lúc có bao giờ cô tủi thân cô khóc không cô? Cũng buồn nhưng mà hình như nó cũng ít thôi. Tại vì cứ nghĩ đến con rồi lo cho con mọi bề rồi. Thôi cũng không nghĩ cái gì hết. Không phải là mình dành để nghĩ là mình cần chồng mình, nó cần có được đâu mà mình cần. Có nghĩa là mình xác định là mình đã chịu đựng cái cảnh đó, là mình phải xác định mình rắn giỏi lên. Một người hy sinh cho đất nước, hy sinh cho nhiệm vụ, một người hy sinh cho gia đình. Như vậy thì ở chiến trường chú sống chết gần như là nó một cái ranh giới rất là khác bên nhau. Chú có lo rồi nhớ con, có bao giờ mình nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ về được gặp vợ con không chú? Thời lính của chú nó hơi khác với các binh chủng khác, thì nó ngặt nghèo. Dạ. Cái sống cái chết nó gần như là trong gang tấc thôi, vì chú cũng tin tưởng vào vợ chú. Thế tại sao chú đi các nơi không phải là không có những người con gái yêu chú, nhưng chú đều trả lời không. Thì bao giờ chú về gặp con được? Đến lúc con bé này được 15 tháng thì nói là bố con chuẩn bị về đi đón bố nhá. Thì lúc 15 tháng thì nói chung là con này bị ép nhiều này. Cô nuôi nó nhưng mà cô phải làm nhiều, vừa đơn vị vừa lo cho con, nhưng mà ép con ngồi, ép con đi, ép con đứng. Lúc nào mẹ nấu cơm thì bảo đi nhặt củi cho mẹ nhá. Thì nó cũng lang thang, nó đi nhặt mấy cái cận xoan các thứ rơi, thì nó bảo mang mẹ nấu cơm đấy, mẹ cho ăn đấy. Mẹ nóng lắm, mang quạt cho mẹ, thì nó cũng biết kéo từ cái chiếu xuống để nó lấy quạt cho mẹ. Đến lúc mà được 15 tháng đi đón chú thì cứ bảo đi đón bố về nhá. Thì nó bảo đi đón bố về nhá. Nhưng mà khi gặp chú thì nó bảo cái bác về ngủ vô cùng, nó bảo bác này nuôi ra. Nó đuổi. Cái chú cứ bậu vào cô thì nó lại bác thì nuôi ra. Nó không cho. Hôm nay sẽ có một món quà từ con gái gửi tặng cho cô chú. Xin mời cô chú. Có lẽ là người ngạc nhiên nhất chương trình ngày hôm nay là ba mẹ. Tuy là thời gian ba có ở bên cạnh con rất ít, nhưng ba luôn dặn con rằng con phải thật mạnh mẽ để bảo vệ mẹ, vì con là con của một người lính. Hình ảnh mà mỗi buổi sáng con nhìn thấy là mẹ khoác trên vai rất nhiều quần áo đi bộ ra chợ bán, còn con chỉ hiểu là mình phải ở nhà trông em, nấu cơm và chờ mẹ về. Ngày ấy con rất ít chơi với bạn hàng xóm, bởi vì là trong xóm ai cũng bảo hai chị em con không có ba. Rất nhiều lần con giải thích bạn rằng là tao có ba đó, nhưng mà ba tao đang đi đánh giặc rồi. Cái mà con nhận được chỉ là sự cười nhạo, chế giễu, và thậm chí là có nhiều lúc người ta còn xô chó ra để cắn em con nữa. Có nhiều kỷ niệm vui buồn và làm con nhớ, đó là khi vào Nam, hôm đấy con sốt rất cao. Thật sự trong lòng con rất muốn ba ở lại, nhưng mà con không dám nói. Đến sáng con mở mắt ra, con nhìn thấy ba, thực sự là con rất là vui. Rất rất nhiều lần rồi con bị ốm, mẹ ôm con đến bệnh viện. Và cũng nhiều lần mẹ thấy con sốt cao hoặc khó thở, mẹ rất là lo và mẹ khóc. Lúc ấy thật sự là con chỉ mong có ba ở bên cạnh. Chắc có lẽ là mẹ sẽ không khóc. Cái ngày mà vào Nam là lúc ấy con đi học lớp 2 thôi. Mỗi một ngày con đi học, con đều mang theo một cái bọc ni lông rất là to. Vì đi dọc đường, con sẽ lượm bao ni lông để bỏ đầy cái bao. Bao đó để về đưa mẹ bán ve chai. Ngay cả đến cái áo trắng của con đi học cũng là may được từ cái áo trắng của mẹ. Mẹ có thêu cho con một cái bông hồng ở bên ngực trái. Con rất thích cái áo đó và con quý cái áo đó vô cùng. Nhưng mà bạn biết không, cả lớp không ai chơi với con cả. Chỉ có mỗi mình bạn Lam chơi với con thôi. Bởi vì là các bạn bảo con là nghèo, chỉ có mỗi một cái áo mà con đi mặc lại. Cả một hành trình tuổi thơ của con, gần như là con chỉ thấy bóng dáng mẹ. Còn ba giống như một vị anh hùng vậy đó. Ba luôn xuất hiện những lúc mà con cần ba nhất. Ba biết không, con rất thích những ngày hè, vì con sẽ cùng mẹ với em lên đơn vị thăm ba được mấy ngày. Chỉ những lúc ấy con mới thấy mình thật sự có một gia đình. Con lấy chồng rất sớm. Ở cái tuổi 19 thì con chưa kịp trang bị cho mình những kiến thức về làm vợ cũng như là mẹ. Một lần nữa, mẹ lại là người giúp con trong công việc chăm sóc con cái, cũng giống như là trang bị cho con những kiến thức để chăm sóc gia đình nhỏ của chính mình.
Nếu không có mẹ thì chắc là con cũng có được ngày hôm nay. Con còn rất nhiều điều muốn chia sẻ. Và điều cuối cùng, em muốn gửi tặng đến chương trình một bài thơ mà ba em đã viết cho em khi mà nghe tin em được sinh ra, nhưng mà ba không có ở bên cạnh. Em coi bài thơ đó giống như là một tài sản vô giá, một lời động viên an ủi đặc biệt của ba. Bé Vân ơi bé Vân, giờ này con đang ngủ hay đang khóc oa oa? Con bị ốm qua loa hay ốm nặng con nhỉ? Mẹ con đang thủ thỉ nói chuyện giấu với con. Ba của con hãy còn đi học xa con nhé. Mẹ con nói như thế. Ở đây ba nhớ con, nhớ đôi mắt căng tròn, nhớ bàn tay bé xíu lúc cười lúc chuyện rôm. Nay mai con lớn khôn, đừng trách ba con nhé. Đời của ba là thế, kẻ thù muốn chiến tranh nên ba vẫn khoác áo xanh, bèn chí bảo vệ nước đánh tan quân xâm lược, để cuộc sống của con ôm ấp vầng trăng tròn bay bay vào vũ trụ. Đêm nay con đang ngủ trong vòng tay mẹ con, đêm khuya vầng trăng tròn gọi ba vào nỗi nhớ. Bé Vân ơi bé Vân. Ba mẹ, con chỉ mong rằng là ba mẹ thật nhiều sức khỏe để được ở mãi bên cạnh con. Con rất yêu ba mẹ, cho dù thế nào chẳng nữa thì con vẫn luôn tự hào vì mình được sinh ra làm con của cha mẹ. Hạnh phúc quá chưa nhỉ? Chú cảm nhận về cái đoạn phim như nãy như thế nào? Hạnh phúc. Có những lúc mà khi mà đã có thời gian thư giãn, bảo ủa sao mình cũng vượt qua được những cái đấy. Khó khăn đủ mọi đường, kinh tế thì không có, chồng thì đi xa, con hai con nhỏ, khi ốm đi đau mà sao mình vượt được với giỏi chứ. Lúc ấy là cứ nghĩ là sao giỏi thế. Nhưng mà để mà quay lại sợ lắm. Sợ lắm. Cả cuộc đời của chú chỉ hy sinh cho đất nước thôi. Chú chưa một ngày gọi là chú hy sinh cho gia đình. Con rất là sợ những đứa con không có tình cảm nhiều với người bố của mình. Nhưng rõ ràng mà nói là cô đã có một cái sự giáo dục con mình quá tuyệt vời. Để khi mà cho dù là bố không có ở gần con, nhưng mà rõ ràng là con gái của cô dành toàn bộ cái niềm tự hào cho bố của mình. Con của cô chú sẽ tự hào. Ba của con là một vị anh hùng của đất nước, mẹ của con là một vị anh hùng của gia đình. Gia đình chúng ta là một gia đình tuyệt vời. Cảm ơn cô chú, câu chuyện quá xúc động. Thật sự nói chị Linh vẫn muốn nghe, vẫn muốn nghe rất nhiều. Chưa bao giờ chú tặng cô một bó hoa nào cả, chưa bao giờ nhận một tấm thiệp nào cả, chưa bao giờ nhận cái lời yêu thương nào cả. Chưa. Bắt đầu từ hôm nay đi chú hả? Chúng ta cần trao nhau những cái gì đó dành cho tình yêu chút xíu. Đến ngày nào đó, ngày 8 tháng 3, ngày 14 tháng 2 hay là ngày sinh nhật của cô, chú có thể tặng cho cô bó hoa nào đó tình cảm mà mình đã đánh mất trong tuổi thanh xuân, một chút lãng mạn gì đó trong tình yêu chứ nhỉ? Dạ. Thật ra thì hôm nay á, là chú có tự tay làm tặng cho cô một cái tấm thiệp mà con giấu từ hồi nãy giờ. À. Bây giờ con mới đem ra đây. Thì đây là đi. Tất cả mọi cái á, là chú làm đúng không? Chú làm, à. Chú làm bằng tay. Chú có thể trao cho cô và nói điều gì đó. Trái tim của tôi. Rồi. Trái tim của anh sẽ giao hết cho em. Còn đây là bốn đứa cháu. Bốn đứa cháu. Bốn đứa cháu, mấy ông cháu là cắt làng đấy bà đấy, một đó là cảm ơn. Trời ơi, con thấy trong đó có vài hàng chữ đó, con không biết là chú ghi cái gì ở trong đó. Chúc em trăm năm hạnh phúc. Đàn ông là xây nhà, đàn bà xây tổ ấm. Đấy, nó vẫn rơi rồi, nó rơi. Khổ quá. Người cô xây nhà xây tổ ấm luôn. Xây nhà xây tổ ấm. Dạ. Còn chú cũng đã góp phần xương máu của mình để xây tổ quốc này đẹp hơn. Dạ. Thay mặt cho tất cả mọi người dân Việt Nam, cũng cảm ơn chú rất nhiều về sự hy sinh đó. Cảm ơn cái sự hy sinh cao cả của cô. Chắc chắn rằng con cái mình sẽ tự hào. Ở gia đình chúng tôi có hai người chiến sĩ, hai vị anh hùng. Một vị anh hùng dành tất cả tuổi thanh xuân của mình cho tổ quốc. Một vị anh hùng dành tất cả tuổi thanh xuân mình cho gia đình. Tuyệt vời. Hai cô chú có thể ôm nhau. Thay mặt chương trình, chúc cho cô chú mạnh khỏe, vẫn mãi mãi bên nhau cho tới răng long đầu bạc. Con xin được thay mặt cho chương trình có những phần quà dành tặng cho cô chú. Đây, đây là Ala Bio vượt qua nỗi sợ đái tháo đường. Phần quà từ nhãn hàng sữa Calosure của công ty Vita Dairy giúp tiêu hóa khỏe, trái tim trẻ.
những sản phẩm này con hy vọng rằng là sẽ hỗ trợ cho cô chú về sức khỏe, và cầu chúc cho cô chú có thật là nhiều sức khỏe để mà lúc nào cũng vui vẻ với con cháu. Con xin được cảm ơn cô chú. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị cũng đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17:50 trên kênh HTV7 vào thứ bảy hàng tuần. Cũng xin được cảm ơn nhãn hàng Ala Bio vượt qua nỗi sợ đái tháo đường đã đồng hành cùng chương trình. Và bây giờ thì Quyền Linh và Ngọc Lan cũng như là cô chú xin được chào tạm biệt.